Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt Nguyễn Trung Hiếu, ca sĩ Chi Dân, Nguyễn Thị An, người mẫu An Tây. Ngày 14 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1989, ca sĩ Chi Dân, Nguyễn Thị An, người mẫu An Tây để điều tra hành vi liên quan đến ma túy. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đúng phương châm không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây đối tượng chủ mưu cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã truy xét, xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Với tinh thần chiến đấu quyết liệt, triệt để, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Ban chuyên án xác minh làm rõ những đầu mối thông tin nhỏ nhất có những vụ án đã truy xét, chứng minh hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà các đối tượng đã thực hiện từ năm 2021. Việc này góp phần từng bước kiềm chế, kéo giảm tình hình phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố.